Ô bà Hai. Bà Hai đâu bà Hai? Hôm nay tôi gãi cái xe trong đó bà đi Vũng Tàu không có nhà, không có chừng nào mới về. Cái nào bà? Xe đạp gãi đâu có nhà đó. Đâu nhà nào? À nhà kế không, thế không phải nhà con hát mà bà Hai nhận ra con à? Con chuyên đi nhặt rác buổi đêm mà ban Biên Hòa này nè. Biên Hòa. Con tối nào chả nhặt tầm 11 rưỡi là con nhặt về đến đây. Đi móc ve chai ấy. Dạ. Ôi bà Hai lại không nhận ra con rồi. Con có một cái móc sắt với lại một cái bao. Con cứ đạp cái xe đạp xong đi dọc dọc từ đây vòng lên Biên Hòa. Tối vào là con nhặt là đến tầm 11 rưỡi vào con vào về đến đây là được một xe to. Nói chung là mỗi lần bán được 400-500. Tại vì phải chịu khó đi chứ mình cứ nhặt quanh quanh nhà không có tiền đâu. Ôi thế bà Hai nhận ra con à? Ôi giời ơi. Làm cái này không hết, đâu đi nhặt. Ôi thế bà Hai nhận ra con rồi. Bằng cái trời hết. Thế thì không nói là cho lẹ. Trời ơi. Trời ơi. Xe của ai chứ? Ôi trời ơi. Đó chị gái của cô ấy đấy. Ấy à. Đi gặp thầy Thích Chân Quang về đấy. Các vị đi gặp thầy Thích Chân Quang đã về rồi. Hôm nay cơ, hôm nay. Thôi. Rồi, hôm nay các cụ có được gặp Thích Chân Quang không? Ai à, yên nào. Nâu quá trời. Xả lén có mỗi cái này để cài. Driver mà lâu thế. Ồ thế bà Hai là không, bà Hai không đi nhặt giống con à? Nếu mà bà đi với con ấy mua một con xe đạp chịu khó. Nhưng mà phải đạp hơi xa. Đâu có đi xe đạp. Đâu đạp đi hơi mệt. Đâu tâm kia mà gỡ cái xe thì ra đây gian nghe. Đi bộ đi quá nào ơi. Vậy hả? Tại vì một nếu mà một buổi tối con bán như vậy đi một buổi như vậy là 400-500. Nhiều đồ lắm. Nhất là mấy cái nhà nào nó ấy ra đi tầm tầm đấy là người ta vứt rác ra nó giấy nhựa như sắt xếp cũng có luôn tùy nơi. Bia biết người ta uống người ta vứt cả đống có lắm này nó vứt ra cả thùng vậy á bê luôn. Còn đi xe đạp chứ nó mới chậm như đi xe Honda nhanh quá nó không đủ tiền xăng. Con dồn vào cứ mỗi ngày được 400-500. Trời ơi. Giấy là mấy nghìn một ký rồi. Ô tóc của cô bà Hai sao nó không mọc hả bà? Nó mọc của đâu nó rụng hết rồi ta ngủ không được. Cái này chắc bà Hai nghĩ làm sao cách để cất tiền kỹ cho nên là không ngủ được. Thế này bắt đầu là nó mới rụng tóc đi chứ. Bà đừng có nghĩ cái cách giấu tiền. Bà cứ bình thường bà ăn ngủ là nó không bao giờ việc gì. Rồi ban ngày là có mấy chục bạc sao đủ ăn. 50 vé số 50 ngàn. Bà ai bán vé số hả?
Ôi thế bà hai phải qua đây, cô này có ngày làm gần chục tờ, hôm nào cũng mua nhưng mà không biết mua cho ai, không không chịu mua ủng hộ cho bà. Tao lỡ đây là tao có khi tao mua nó ăn không mừng, còn bà không dám ăn nhiều. Cái tiền nó ăn. Đúng rồi. Liệu lỡ như này tao không nhận, phải nói ra đây không có đăng ký cái nhà bên đây á sao. À. Nó không cho nhận cái em gửi ra chỗ này sáng đến giờ tao đi chơi cũng có nhà lấy xe rồi không được. Tại vì ta đâu có nói ta đi lúc nào. Gửi vào nhà cô này, cô ấy đâu có lấy tiền đâu. Mà cô này nếu mà đói đói qua cô cho cái bánh mì, tại cô cũng đi làm không đủ tiền ăn như vậy. Sáng này phải nhà tao được mày được ha. Em dẫn nó có gì nhưng mà từ vô là nhà mình nó ít tỷ nó không cho gửi. Đúng rồi. Nhà nó làm á, nó có đăng ký là mới được rồi, làm gì đăng ký gửi từng lễ hai tầng rồi. Vậy là bà hai gửi để đi bán vé số hả? Hay đâu? Hay đi đâu? Gửi là bà đi công chuyện. À đi công chuyện. Nếu mà con nói bà hai muốn ngủ ngon thì dễ lắm. Ngủ ngon á, bà hai cứ thoải mái đi, không cần nghĩ là cách làm sao để cất tiền cho kỹ. Tại vì bà nhiều tiền quá, bà cứ hay nghĩ cách để giấu tiền đúng không? Cho kỹ thế là bắt đầu là không ngủ được, xong bắt đầu là tóc nó rụng con. Dạ? À rào đợt gì kìa, đâu nó chả rào. Rào hết đúng rồi, nó căng dây rào. Mấy năm nó ta bệnh luôn, năm nay đủ hết. Ôi cô, ôi giời ơi, đâu ấy cô. Dạ. Đây là nhà này hả? Nhà kia, nhà Thanh này. À. Nhà này có xe nhà rộng á. Có xe để không á, giờ chắc đi chơi với mẹ con đi đó. Chắc tối qua quá đà lây mệt, ốm rồi. Có quá đà không? Làm chơi ăn thật mày cứ nghĩ gì. Tụi tôi mày ra mày bán bữa đi. Tụi tôi bán bữa đó. Con biết không, bà có 50 số mà 4 giờ bà phải dậy rồi. À. Tắm rửa xong cái cho mèo. Ôi, 50 tờ vé số hả? À, đi 50 cái đưa về chứ đi nhiều đi nổi đâu, đi mấy trăm tờ đi mới nổi. Đi bộ đi có được không, đi xe đạp đi bộ có đi nổi rồi đi. 80 củ rồi. 50 tuổi bán được 50 tờ bán được 50 nghìn à? Ờ, mày đi mình lộn mất một miếng lụt. Mà lộn cái nhiều. Bán ví dụ như đây cũng sao không hỏng cái họ lấy 2 tờ lô lộn 4 tờ 6 tờ gì nó mất. Mất hả? Mất chính. Mất một tờ cái là ăn đủ nha. Tao bán 50 tờ lên con ngàn mất 10 tờ mới được 10 ngàn. À. Đi mà 50 ngày cũng dư mà chạy vòng cho tao quất lên cổng một dòng xuống ra chùa về đây là chứ đâu phải trong mà bán hết. Mà lấy được có 2 tờ mà đâu có mua nhiều. Mà tắm rồi già rồi bán đi sinh ra con rồi nó nghèo sao, con thấy sao. Giờ theo nó ăn cái gì. Tội nó thêm làm tội thêm. Ừ, đúng rồi, tuổi như của bà hai bây giờ là ăn chơi nhảy múa con cháu phải no cho tụi ăn rét đấy. Vô hội này hậu kia ta đi chơi. Đi chơi thôi, chỉ cần con cháu nó còn đưa tiền cho tiêu. Tiêu không hết nó còn ghét cho ấy, kiểu thế. Chứ
bây giờ lại không như này là không được rồi. Con cái là phải như thế chứ. Con nghĩ sao? Mấy ông đó giờ thủy xả hết, buông hết, giờ thì xuống chùa ở. Bây giờ thì mình có cái nhà, ví dụ đi. Ví dụ đi, bán sao trần, bốn trần thì tròn hết. Bốn đứa thì bán mày đâu có đồng gì được, cái con biết không? Thành đứng đứng rồi, ra nó chợ, thấy cái bà bán lũng cận ngôn tận bất chữ, không có hùng hùng tư mộ. Sau rồi mấy ông dạng á, nó mới bật ăn cái chuyện ngon lành nè, cái bà ra bà nói nè, hay có cái quần clip tôi nè, kêu bà cái bà nói trời ơi, bà cái lấy quần tôi, bà cái lấy áo cũng lộn thành thật. Khách 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 tới. Hả? Có khách. Bán đồ đâu nè. Khách đồ đâu nói chuyện từ đâu nè. À là không có được. Dạ. Cái đồ kia nó tụ nó ngang hết. Cái vậy nó chưa chết, nó chết liền, không nói gì. Kéo ra như vậy, nó không có không cho. Con ở với lại với con, nó đi làm tăng ca 8 giờ nó về. Thì cứ mấy 8 giờ mình nào ăn được cái cơm nó cũng cần ăn mà chưa chắc mà ở mày làm tròn nhà tay mày mình cố cặn mày vậy biết không? Không để sợ nhà tao cứ đi ăn bữa đó mới ngon thầy. Tao có ăn có cái cơm chứ nhiều dữ rồi. Mệt lắm, khổ lắm. Đủ có tiền á. Hôm đó mới nói bà đưa phải đi nhiều phải mua bảo hiểm kỳ này đổi là 1 triệu bạc, 600 mấy ngàn, 1 năm đổi 1 lần. Bảo hiểm 13, 14 năm mà.